Chiều ngày 30 tháng 11 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, những nội dung cuối cùng của giải vô địch vô vi nam thế giới 2023 đã diễn ra. Tại nội dung đối kháng hạng cân 51kg nữ, võ sĩ Hinh Phát đã vượt qua các đối thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa, Campuchia và Philippines để giúp đoàn Myanmar giành tấm huy chương vàng thứ hai. Còn ở nội dung đối kháng hạng cân 87kg, võ sĩ người Algeria Ayman Yousfi đã đánh bại đại diện Thái Lan Bualam Warat trong trận chung kết để mang về tấm huy chương vàng thứ 9 cho đội tuyển quê hương. Đây cũng là tấm huy chương vàng cuối cùng được trao tại giải đấu năm nay. Ngay sau khi kết thúc các nội dung thi đấu, lễ bế mạc giải vô địch vô vi nam thế giới 2023 đã được diễn ra. Ban tổ chức đã trao tặng cho các đoàn những món quà lưu niệm thay lời cảm ơn, ghi nhận sự cố gắng của các cổ động viên trong những ngày thi đấu vừa qua. Các thành viên đội ngũ trọng tài, tình nguyện viên được tri ân bằng những món quà và tràng pháo tay nồng nhiệt. Với 18 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, vô vi nam Việt Nam xuất sắc khép lại giải đấu với vị trí nhất toàn đoàn. Xếp ngay sau lần lượt là đoàn Algeria với 9 huy chương vàng và đoàn Campuchia với 6 huy chương vàng. Như vậy, giải vô vi nam vô địch thế giới 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong mắt bạn bè quốc tế. Chúng tôi cho rằng chúng tôi đã làm được một giải đấu rất là thành công. Về cả số lượng các đoàn về tham dự, về chất lượng chuyên môn, về chất lượng trọng tài và khả năng tổ chức, thì tất cả những mặt đó chúng ta đều làm tốt trong cái giải thi đấu lần này. Chúng ta biết là thông thường các giải đấu thể thao là nên diễn ra vào mùa hè. Khi mà lực lượng sinh viên và học sinh được nghỉ hè thì họ dễ dàng đi lại hơn. Còn bây giờ hầu hết lực lượng đó là đang phải đi học. Nhưng mà các nước vẫn hết sức tích cực tổ chức các đoàn của họ về tham dự. Và con số 35 đoàn tham gia lần này cũng là con số cao nhất mà chúng ta có được từ trước tới nay.